Mãi vô bà con cô bác ơi, nút like là miễn phí, nút like là miễn phí nè, bật chuông thông báo là càng miễn phí hơn nữa. Còn comment á thì không tính tiền luôn. Nên là nhớ làm ba cái đó nha, like, comment và bật chuông thông báo lên nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào mọi người nha, lại là Kit đây. Thì Kit chúc tất cả mọi người một ngày thật tuyệt vời này. Hôm nay Kit có một cái chuyện rất là vui luôn, muốn chia sẻ cho mọi người nè. Là Kit đã chính thức chuyển sang một cái Shopify mới rồi. Và Kit không làm shop cũ nữa mọi người. Và cái shop này á là cái shop chất lượng hơn về mọi mặt luôn. Nên là khi mà các bạn vào cái shop này để mà thư vấn mai kim cương hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì á, nó đều sướng hơn mọi người, nói chung là đều đã hơn nhiều. Trúng kim cương cũng nhiều hơn nè. Thì đây là cái shop MrKitFF.vn nha mọi người. Thì bạn nào mà gọi là muốn ủng hộ Kit hoặc là đang quan tâm muốn thử vận may, muốn kiếm kim cương á, thì ghé ngay cái shop này của mình nha mọi người. Đường link của shop á thì Kit để ở cái đầu mô tả video á, các bạn chỉ việc là click vô rồi mình vào thôi, chứ đừng có vào những cái shop khác nha. Nói chung là những cái đường link khác ở trên Google hay đâu đó mọi người đều là shop mạo danh Kit thôi, nên mà các bạn vào cái xong bị lừa á là mất công rồi, Kit không hỗ trợ được mọi người. Nói chung là chỉ có cái shop của Kit là Kit hỗ trợ được thôi, còn cái shop khác họ lừa mọi người thì Kit không hỗ trợ được nha. Mọi người cẩn thận nha. Đó, thì nói chung là link á thì Kit để phần mô tả video này. Shop này á thì nó rẻ mọi người, quay kim cương nó rẻ hơn. Mà tỷ lệ trúng kim cương nó cũng cao hơn nữa. Hôm nay là cái ngày đầu tiên khai trương của shop mọi người, nên mà bạn nào vào shop sớm á thì sẽ được nhận lì xì nè. Rồi quay kim cương nó cũng sẽ dễ ra hơn, nên là các bạn nhanh tay nha. Nghe shop ủng hộ Kit nha mọi người. Nói chung là ngày đầu khai trương cũng rất là cần mọi người ủng hộ đấy. Ok, nói chung là cảm ơn mọi người nhiều nha. 9.000 kim cương nè mọi người. Cái shop này là shop, cái phòng quay này là phòng quay Skyler Sơn Tùng mọi người. Sơn Tùng đẹp trai này. Rồi ok nha mọi người, nếu mà có quan tâm á thì nhớ là ghé shop ủng hộ Kit với nha. Đừng có vào shop cũ nữa nha mọi người. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Kit và mọi người sẽ có một cái video clip gọi là Kit tổng hợp lại tất cả những bản đồ nhại của những cái bạn cao thủ kéo tâm ở Việt Nam chúng ta. Mà Kit xem á, Kit xem rất là nhiều lần mọi người. Nói chung là Kit xem những bạn này cũng khá là nhiều lần, khi mà Kit thấy những bạn nào mà kéo tâm hay này, kéo tâm chuẩn này và tỷ lệ headshot cao á, thì Kit siêu tầm lại bản đồ nhại này để cho mọi người thử xem sao nhá. Nói chung là mỗi người một cái setting khác nhau và một cách bắn khác nhau mọi người. Thì nếu mà bạn nào mà thấy hợp á thì mình dùng nhau mọi người, còn thấy không hợp thì các bạn cứ comment cho Kit biết để mà Kit chỉ cách setting lại nha. Rồi ok, bây giờ Kit sẽ cho mọi người xem. Đầu tiên đó chính là bản đồ nhại của bạn Toàn Tây. Toàn Tây á thì Kit nhớ là Toàn xài iPhone 11 Pro Max lúc trước đó mọi người. Còn sau này Kit không biết là Toàn có nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max hay không. Nhìn xung quanh này, Toàn để 100, Red Dot Size là 60, ống ngắm 2X là 70, 4X là 66, AWM là 40 mọi người. Đó, mọi người xem tham khảo nha. Nếu mà cảm thấy dùng hợp á thì mình dùng mọi người, còn không hợp á thì các bạn comment cho Kit để mà Kit chỉ mọi người chỉnh lại nha. Rồi ok, và bây giờ Kit và mọi người sẽ chuyển sang cái bạn tiếp theo, bạn thứ hai, đó chính là một bạn rất là nổi trong thời gian gần đây, Quỳnh Tạ mọi người. Quỳnh Tạ phải nói là một trong bốn cao thủ mọi người, bốn cao thủ của đội tuyển Việt Nam mà Kit tuyển được ở trong cái giải đấu YouTuber thế giới này. Nói chung là trận nào á, hầu như là Quỳnh cũng đều nắm MVP mọi người. Chung tay với lại ZB này, Hưng DJ này mọi người, TMQ, Đào Plus này, rồi Chip nữa. Nói chung là năm bạn trụ cột của Việt Nam chúng ta, bắn cực kỳ trái luôn. Cái chức vô địch mùa thứ hai đó mọi người, mùa thứ hai này của Việt Nam chúng ta là nhà Quỳnh đấy mọi người. Nhà Quỳnh này, ZB, Chip, nói chung là Hưng DJ nữa, rồi TMQ nữa. Tất cả các bạn đều có công rất là lớn luôn. Rồi và đây chính là bản đồ nhại của Quỳnh nha. Quỳnh thì Quỳnh đặc biệt một cái là Quỳnh chơi được iPhone và iPad mọi người, hai dòng luôn, một dòng điện thoại và một dòng iPad. Thì nhìn xung quanh á, Red Dot Size này, rồi 2X, 4X và Adobe nữa là Quỳnh để full 100 hết mọi người. Cả iPad và điện thoại á, thì Quỳnh đều setting 100 hết nha. Setting này thì nó khá giống với là cao thủ nước ngoài. Ở cái mùa răng mùa trước á, là Quỳnh tạ tỷ lệ headshot lên tới 95% nữa đó mọi người. Nó cao hết sảy luôn đấy, chắc là nằm top thế giới luôn rồi. Nhưng mà do là Kit không có tổng hợp tỷ lệ headshot cái mùa rồi nên là các bạn không biết được. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau xem cái bạn ZB nha mọi người. ZB, một trong bốn tứ trụ Việt Nam chúng ta, cái team của Quỳnh mọi người. ZB này, Quỳnh Tạ này, rồi Chip với lại Đào Plus là bốn cái bạn trong cái team VN2, khá là hay mọi người. Bạn Chip, ý bạn ZB này mọi người, ZB này thì chơi bằng thiết bị là iPad nha. Bạn iPad giống như là C4 đó mọi người. Đó, mọi người thấy là kéo tâm one shot hay không? Rồi, và đây chính là bản đồ nhạy của ZB nha. ZB thì hiện tại đang dùng một cái con iPad E3 mọi người. iPad E3
Nhìn xung quanh nè, ZB để 100, Red Dot Sight là 90, ống ngắm 2X là 90, 4X là 60 nè, và A-Dub là 100 mọi người. Ở đây mọi người chỉ nên là tham khảo những cái nào mà cùng cái dòng máy với mình thôi. Ví dụ như các bạn đang xài iPad hoặc là dòng Tab của bên Samsung Android thì mình dùng tương tự mọi người. Còn nếu mà các bạn xài điện thoại thì nên áp dụng cái điện thoại nha. Đừng có dùng iPad mà gắn xe điện thoại nha mọi người. Nó sẽ ngược đầu đấy. Ngược đầu thì nó sẽ không có chuẩn. Đấy. Ok, và bây giờ Kit sẽ share cho mọi người một bản đồ nhạy khác nữa. Cái này á là của cái ông Mr. Kit đẹp trai đó mọi người. Nó chỉ là Kit đồ thôi. Thì cái bản đồ nhạy này Kit thấy là xài khá ok mọi người. Khá thích luôn. Nói chung là kéo tâm nó rất là chuẩn mọi người. Mặc dù là Kit không có chơi game nhiều nha, nhưng mà mỗi lần Kit vô Kit chơi á, Kit dùng đồ nhạy này kéo tâm khá là phê luôn. Nên là Kit cũng share lại cho bạn nào cần nè. Kit thì bán điện thoại mọi người. Mùa này á thì Kit đã chuyển sang mua một cái con điện thoại mới rồi. Mà cái con đó là con iPhone 8 Plus mọi người. Độ nhạy của Kit nè, mọi người xem tham khảo nha. Nói chung là Kit thấy nó cũng đơn giản thôi. Hai dòng đầu tiên á, nhìn xung quanh Red Dot là 100, 2X là 90, 4X là 88, A-Dub á thì Kit để full 100 luôn. Hôm nay mọi người xem clip này, Kit cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Kit, mọi bạn một like mọi người, giúp cho Kit video này ráng được khoảng tầm 20k like với nha. Không biết được không mọi người. Nói chung Kit thấy là nó cũng ít á, nhưng mà các bạn không giúp Kit là Kit cũng thua luôn. Bó tay luôn mọi người. Nên hy vọng mọi người giúp Kit nha. Một bạn một like thôi. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bạn tiếp theo có tên là Invitka mọi người. Chắc hẳn là nhiều bạn trên kênh của Kit cũng là fan của Invitka này. Và Kit cũng là một fan của Invitka luôn mọi người. Nói chung là kéo tâm của anh sốt cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, khá là hay mọi người. Nhiều bạn hỏi Kit là tại sao không có Invitka tham gia giải đấu á, là do Invitka không có thời gian mọi người nên là không tham gia nha. Rồi và đây chính là cái bản đồ nhạy của Invitka nè mọi người. Cái này là Kit siêu tầm được. Invitka thì chơi PC trên giải lập Memo mọi người. Và cái dòng đồ nhạy con chuột á thì chỉnh là X là 60, Y là 70 nè, DPI á chỉnh là 1800 mọi người. Và cái đồ nhạy full của cái con game á thì Invitka để là 0 mọi người, về 0 hết nha. Đó. Cái này á chỉ mang tính chất là tham khảo thôi mọi người. Bạn nào mà không biết chỉnh á thì mà dùng cái dòng máy mà nó cũng xem tương tự đó thì các bạn cứ thử cái bản đồ nhạy xem sao nha. Còn nếu mà các bạn chưa biết chỉnh nữa thì có thể là comment cho Kit biết để mà Kit làm một video nó chuẩn hơn để cho mọi người biết cách nó chỉnh lại nha. Rồi ok, bây giờ thì Kit và mọi người sẽ cùng nhau chuyển sang một cái bạn tiếp theo. Đó chính là một bạn có tên là Trapper TV mọi người. Trapper là vị trí thứ mấy hả ta? Hình như là bạn thứ 6 rồi mọi người. Thì đây chính là cái bản đồ nhạy của Trapper nè mọi người xem nha. Thì Trapper chơi bằng giải lập BlueStacks mọi người. Và đồ nhạy X là 0.32 nè. Đồ nhạy Y là 1.29. DPI là 1550 mọi người. Đó, thì nói chung PC thì cần chỉnh nhiều thứ lắm mọi người. Ngoài đồ nhạy của game ra thì còn chỉnh DPI trên máy nè. Rồi đồ nhạy con chuột nữa. Nói chung là nó nhiều đồ nhạy lắm. Nhìn xung quanh Red Dot là 0 hết. 2X là 85, 4X là 93 mọi người. Đó. Nói chung đồ nhạy của Trapper thì cũng đơn giản thôi, chứ nó cũng không có phức tạp lắm đâu. Bạn nào PC thì biết chỉnh nha. Nói chung là đồ nhạy PC thì mọi người xem PC thôi. Còn đồ nhạy điện thoại thì các bạn áp dụng điện thoại. Nó khác nhau nha mọi người. Do là có nhiều bạn kêu là Kit làm toàn là điện thoại không à, với iPad không à, không có làm về PC. Nên là nhiều bạn ghen tị á, kêu Kit là làm PC đi. Đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bạn tiếp theo. Một bạn thứ 7 mọi người. Đó chính là LBG Laban mọi người. LBG TV nha. Đấy, thì Laban là một cái bạn thần đồng rất là đa năng của Việt Nam chúng ta. Thì như mọi người biết rồi á, Bình ngoài việc là chơi được PC nè, điện thoại còn iPad nữa. Nhưng mà do ngày hôm nay Kit cũng share PC khá là nhiều rồi nên là Kit quyết định là lấy bản đồ nhạy trên điện thoại của Lê Bình nha. Thì Bình chỉnh điện thoại á, là Kit thấy là full 100 hết trơn mọi người. Từ nhìn xung quanh nè, Red Dot 2X đến 4X á, A-Dub nữa là toàn 100 hết trơn luôn, giống như là quân tả đó mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với một bạn tiếp theo thôi. Một bạn có tên là Vô Lý mọi người. Thì Vô Lý là bạn đồ nhạy thứ mấy nè ta? Là thứ 8 rồi mọi người, đúng rồi, thứ 8 rồi. Nói chung là ngày hôm nay là cái tổng hợp đầy đủ cao thủ cho mọi người luôn. Những bạn nào kéo tâm hay nè, chuẩn nè, one shot tốt, bắn đi tầm ống ngắm tốt nè mọi người. Và tỷ lệ headshot á, cao thì cái tổng hợp là cho mọi người xem nha. Các bạn tham khảo á, thì nói chung là cái thấy cũng khá hữu ích cho mọi người đấy. Chỉ có ngày hôm nay Kit không có đồ nhạy của C4 đâu mọi người. C4 là tại vì kiểu giống như là C4 không có chia sẻ nhiều á, nên là Kit cũng không có sưu tầm được. Đấy, ok thì đây mọi người xem nha. Vô Lý thì bán điện thoại iPhone 8 Plus mọi người. Giống điện thoại mà Kit vừa mua đó. Điện thoại Kit mua là điện thoại cũ mọi người. Đấy. Nhìn xung quanh, Red Dot nè là 100, 2X là 100, 4X là 100 và A-Dub là 100 luôn.
thì cái cách chỉnh độ nhạy của vô lý nó cũng khá giống Lê Bình và cả Quân Tạ đó. Mà Kiếp thấy là cái bản độ nhạy mà kiểu của vô lý nè, Quân Tạ nè, rồi Lê Bình á, thì bên nước ngoài bộ đồ người ta xài cũng khá là nhiều mọi người. Ví dụ như các bạn thấy là M8N nè, rồi Sắc nè, Chamali nè cũng xài như vậy luôn. Nhưng mà để cao như vậy á, thì có một cái là khi mà các bạn kéo tầm ống ngắm á, thì nó dễ lên trời lắm mọi người, dễ bắn chim lắm. Nên là Kiếp thường thường là Kiếp chỉnh độ nhạy ống ngắm thấp xuống mọi người. Còn cái nhìn xung quanh á, thì mình để 100 ha. Đó, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lướt sang bạn thứ 9 đi mọi người. Bạn thứ 9, một bạn có tên là TMQ ha. Cái bạn TMQ này á, gần đây cũng khá là nổi mọi người. Kể từ sau khi mà bắn tham gia giải đấu với nước ngoài thì Kiếp thấy là TMQ bắn cũng rất là ghê nha. Đấy, các bạn xem. Thì về độ nhạy của Quân á, do là Quân xài bằng laptop mọi người, nên là chơi giải lập BlueStacks. Độ nhạy X á, là 3.9 nè, Y là 1.9, DPI là 1200. Còn về độ nhạy con game là chỉnh full về một về không hết trơn mọi người, về không hết luôn. Kiếp thấy khá ngược đó mọi người. Khi mà các bạn chơi điện thoại á, thì nhiều bạn chỉnh lên full 100, còn chơi laptop PC á, thì chỉnh về không hết trơn luôn. Rồi thôi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm sang bạn cuối cùng đi mọi người. Bạn này tên là Mon. Thì Mon là một cái bạn ở trong cái kiểm duyệt viên trong cái group của Kiếp mọi người, group Mr. Kiếp TV. Bạn Mon này bắn cực kỳ là tốt luôn, bắn mà con Red Magic 6 mọi người, Nubia Red Magic 6. Bạn này cũng có làm YouTube nữa, nhưng mà về Mon, tài chính của Mon nó không được tốt á, nên là Mon thường thường Mon bán kênh à, cứ lên khoảng mười mấy ca sub là Mon bán kênh thôi. Đấy, thì mọi người xem nha, cái đồ nhạc của Demon Mon này là Nubia Red Magic 6, cái DPI của Mon á là 1100. Về cái độ nhạy ở trên cái máy á, thì Mon chỉnh là full 100 hết trơn luôn. Nhưng mà được cái là cái dòng Android á, nó sẽ khác so với là cái dòng của bên iOS, là các bạn có thể chỉnh được cái DPI nó cao lên nữa. Mà khi mà chỉnh DPI nó cao lên á, thì độ nhạy của game nó sẽ cao nữa mọi người. Đấy, rất là hay đúng không? Rồi ok, và như vậy là ngày hôm nay là coi như là Mr. Kiếp đẹp trai đã chỉnh cho mọi người xong. Không phải chỉnh mọi người, mà gọi là mình tổng hợp xong cho mọi người những bài đầu nhạy mà Kiếp thấy là nó khá là ok, của những bạn cao thủ mà kéo tâm khá là hay, và tỷ lệ headshot cực kỳ là cao luôn. Nên là hy vọng mọi người xem clip này đừng quên ủng hộ cho Kiếp một like, một comment, một chuông thông báo lên nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhiều nè. Bây giờ thì chúc tất cả mọi người một ngày thật là tuyệt vời. Bye bye tất cả mọi người nha.